Mua hàng trong nước thì sẽ hạch có là N, tài khoản 152 mua nguyên vật liệu, 153 mua công cụ dụng cụ, 156 mua hàng hóa, 211 mua tài sản cố định. Rồi N tài khoản 1331 có tài khoản 111, 111 thanh toán tiền mặt, 112 thanh toán bằng ngân hàng, 331 chưa thanh toán. Trường hợp các bạn có phát sinh chi phí liên quan đến mua hàng, các bạn hạch toán y chang bút toán này luôn. Phí mua hàng hạch toán y chang luôn. Rồi, còn trường hợp mua hàng nhập khẩu nhập kho thì sẽ hạch toán là N tài khoản 152 hoặc là 153, 156, 211 có tài khoản 331 hoặc 111 hoặc 112. Cái này là giá mua hàng. Tiền thuế nhập khẩu là N tài khoản giống với y chang ở trên này này. Có tài khoản 3333. Giá mua hàng nhân với thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu là N tài khoản y chang trên này luôn, nhưng mà có tài khoản 33312 bằng giá mua hàng cộng với thuế xuất thuế nhập khẩu này, rồi cộng với giá mua hàng nhân với cái này, sau đó bằng cái tổng này nhân thêm phần trăm thuế giá trị gia tăng. Thường thuế giá trị gia tăng thì thường hay là 10% nhân với 10% nộp thuế thì sẽ là N tài khoản 3333. N tài khoản 33312 có tài khoản 111 hoặc 112, được chưa? Hôm nay các bạn sẽ học tiếp về bán hàng. Đây, sau khi các bạn mua hàng về nhập kho xong, các bạn sẽ có nghiệp vụ bán hàng. Bán hàng thì các bạn sẽ có hai nghiệp vụ, một nghiệp vụ là ghi nhận doanh thu và một nghiệp vụ là ghi nhận giá vốn. Ghi nhận doanh thu thì các bạn sẽ toán lên N tài khoản 131 chưa thu khách hàng này, 111 hoặc 112 có tài khoản 5111 có tài khoản 3331. Sau đó các bạn hạch toán nghiệp vụ giá vốn là N tài khoản 632 có tài khoản 152 nếu mà xuất nguyên vật liệu này, 153 nếu mà xuất công cụ dụng cụ này, 156 nếu mà xuất kho hàng hóa. Vậy cái giá ở đây thì các bạn sẽ tính theo giá nào? Ở đây giá bán thì dễ rồi. Khi các bạn bán hàng ra, ví dụ các bạn có là bán mặt hàng này giá là 5.000 thì các bạn gọi ở đây 5.000, rồi tiền thuế ở đây 500 đồng. Tổng thanh toán thì sẽ bằng tiền doanh số đây cộng với tiền thuế mình thu dùng nhà nước này là 5.500.000. Vậy còn cái giá vốn ở đây thì các bạn sẽ lấy giá vốn là gì? Nó sẽ có 3 trường hợp để lấy giá vốn. Rồi, trường hợp thứ 1 là áp dụng theo phương pháp bình quân. Bình quân thì mình có bình quân cuối kỳ và bình quân tức thời. Hai là áp dụng theo nhập trước xuất trước. Ba là áp dụng theo thực tế đích danh, được chưa? Cái này xí nữa cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm để tính ra được nó này. Còn khi bán một nghiệp vụ bán hàng, các bạn sẽ phải ghi nhận hai bút toán, một bút toán là ghi nhận doanh thu và một bút toán là ghi nhận giá vốn, chưa? Các bạn nốt lại chỗ này giúp cô này. Rồi, có bạn nào không hiểu cái chỗ mà bút toán ghi nhận doanh thu không? Nếu mà các bạn đã rõ rồi thì gõ giúp cô phím 1, còn chưa rõ thì gõ giúp cô phím 2 để cô giảng lại nào. Rồi, Thắm ơi, mở mic giúp cô nào Thắm ơi. Dạ. Rồi, khi mình bán hàng á, bây giờ em nha, em đang cầm cái điện thoại iPhone đúng không? À, em bán cho cô thì lúc này cái điện thoại iPhone của em còn nữa không Thắm? Không. Thì lúc này thứ nhất là em phải ghi nhận cái nghiệp vụ giá vốn là cái iPhone của em giảm. Giảm thì sẽ là tài khoản bao nhiêu? Giảm thì có phải là chi phí giá vốn của em tăng lên không? Là N tài khoản 632. Rồi cái điện thoại iPhone của em giảm xuống thì sẽ có tài khoản 156, được chưa? Được chưa Thắm? Rồi, sau đó em bán hàng cho cô thì em sẽ thu về tiền này, N tài khoản 111 đúng không? Nhưng có thể là cô thanh toán qua ngân hàng cho em là 112 hoặc cô công N của em là 131. Và lúc này em sẽ có tài khoản 511 là em ghi nhận doanh số này. Sau đó em có thêm tài khoản 3331, đó là tài khoản tiền thuế em thu dùng cho nhà nước, được không? Nghĩa là khi em bán một mặt hàng nào đó bất kỳ thì em phải nộp tiền thuế, em phải thu dùng tiền thuế cho nhà nước. Còn cái nghiệp vụ mà em ghi giảm doanh thu á, thì nó sẽ là N tài khoản này. Em ghi tăng phí là N tài khoản 632 này, có tài khoản 156 này. Lúc này cái điện thoại iPhone của em giảm này, em bị mất một cái iPhone này, thì lúc này có phải là nó sẽ giảm tài khoản 156 xuống và cái chi phí giá vốn của em tăng lên này. Rồi, chỗ này được chưa Thắm? Vâng. Rồi, chỗ này được rồi đúng không? Nó có hai nghiệp vụ này, được không? Và lúc em bán hàng ra thì dễ rồi. Có phải là em bán hàng và em bán hàng cho cô, em lấy của cô 10 triệu đúng không? Thì em biết rõ là em thu của cô 10 triệu này, thì em sẽ phải thu dùng thuế cho nhà nước 10% nữa. Là em thu dùng cho nhà nước này nhân với 10%. Lúc này có phải là em bán, em phải thu tiền của cô là 11 triệu, bao gồm 10 triệu tiền em bán cái điện thoại iPhone và 1 triệu em thu dùng tiền thuế cho nhà nước. Còn cái giá vốn ở đây này em sẽ không biết được em phải lấy cái giá nào hết. Nên là mình sẽ có 3 phương pháp để tính giá vốn. Đó là phương pháp bình quân thì sẽ có là bình quân tức thời và bình quân
cuối kỳ. Phương pháp thứ hai là phương pháp nhập trước, xuất trước. Và phương pháp thứ ba là thực tế đích danh. Em chỉ cần nhớ giúp cô ba phương pháp này thôi. Còn về ba phương pháp này làm như thế nào thì xí nữa cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.